khởi tố vụ án liên quan đến Tỉnh Thất Bồng Lai lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Ngày 4 tháng 1 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những hành vi vi phạm, lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi xảy ra tại nơi tự xưng Tỉnh Thất Bồng Lai. Hiện vụ việc và những vi phạm của ông Lê Tùng Dân và những cá nhân có liên quan đến những việc làm sai trái đang sinh sống tại đây đang được tiếp tục xác minh điều tra làm rõ và sẽ sớm cung cấp thông tin cho báo chí. Nguồn tin cho biết, theo xác minh ban đầu, năm 2014, bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đức, mua lại nhà, đất khoảng 2.000 m2 ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa rồi chuyển về đây sinh sống, sửa chữa lại làm điểm tu tại gia. Sau đó, ông Lê Tùng Dân, sinh năm 1932, hộ khẩu thường trú phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà Cúc từ năm 2015. Đến năm 2015, ông Dân bán hết đất tại địa chỉ tạm trú là xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh rồi chuyển về tạm trú tại hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và hành nghề nhận nuôi con nuôi làm từ thiện. Tuy nhiên, đa số trẻ sống trong hộ bà Cúc đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Hiện, hộ bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú. Thời gian qua, nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội. Đặc biệt, nhóm người tại Tỉnh Thất Bồng Lai đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau đăng nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây. Lúc đầu, do chưa hiểu rõ vấn đề, bản chất nên dư luận ủng hộ Tỉnh Thất Bồng Lai. Sau khi báo chí phản ánh thông tin về việc chấp hành đăng ký tạm trú, tạm vắng và đăng ký nhận con nuôi không tuân thủ quy định của pháp luật và những chiêu trò lợi dụng tôn giáo, lợi dụng nuôi trẻ mồ côi để trục lợi, gắn mắt tu hành nhưng lại sinh hoạt, sinh sống như những người bình thường thì dư luận xã hội đã hiểu rõ bản chất hoạt động của nhóm Tỉnh Thất Bồng Lai nên đã chuyển hướng sang lên án, phê bình. Ngày 1 tháng 1 năm 2020, ông Lê Tùng Dân đã làm lễ đổi tên Tỉnh Thất Bồng Lai thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tố cáo các hoạt động nhận nuôi trẻ sai quy định, lừa đảo, quan hệ với trẻ vị thành niên bị bệnh tâm thần và các hoạt động phức tạp của ông Lê Tùng Dân trước đây.